Nam mô
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng. Trưởng lão Xa Lợi Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càn Đa Đề Bồ Tát. Thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng văn báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây qua Phần. Có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xá Lợi Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ
tám công đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa từ xích châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phong coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phong lại trong coi nương của đức phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ngân đứng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng Khổng Tước anh và xa lời ca năng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba căn đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diều thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phân đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không
không bị chứng ai, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên, thành Phật đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh bồ xứ, số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên. A Tăng kỳ đế nói thôi, xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn. Phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó, xa lời Phật có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng
Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số nhưng đứng Phật như thế đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hồ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên kiên kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đứng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà xa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy
đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức phật nói xa lời phật. Nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng. Của các đức và các đức phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng. Của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này, xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui ra. Bổ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mơ thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng
lại như vậy tống về chân không. Bồ sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sáng suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa viên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư càng để ta bài hát.
Điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Đà Báo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bá Thắng Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trương điện, chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tình tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo, nhưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh, tông vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, vô nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thương hạnh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, phân thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cầm những thế
chia
đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Thù
cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng bằng báo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng, những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấm, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường, ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, tài ánh sáng xanh sáng vàng, tài ánh sáng vàng sáng đỏ, tài ánh sáng đỏ sắc trắng, tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phất cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, Xá Lợi Phất lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mạng Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đứng vân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, lại nữa Xá Lợi Phất cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng, Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tận và Công Màng, những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thải đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xá Lợi Phất ông chớ cho rằng những giống chim đó thiện là do tội báo
sanh ra vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời vẫn trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếp. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó
nên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có Đức Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đảng Ma Phật Phạm Trang Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức.
Phật hương quang phần. Đại diệm kim Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhân thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật. Hằng hà xa xô nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe hiểu của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời văn cho nên các ông đều phải tin lời của ta và của ca đứng phần nói xa lời phần nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chân đắng nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kim trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tâm cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất có đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phong cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui Bồ Phía Tăng Kinh Tăng Trí Huệ.
rộng lớn sáng trong ngần chẳng bờn mây trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra chẳng không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng
Vang vô lượng quang phần sáng
tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung Phật ngộ vô sanh. Bâng tôi Bồ Tát Vi Bàn Lớn, nguyện di thử công đức Phổ Cầm Nhân Thế, ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới để cho vi đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Nam-mô-ta-bà-giáo chú điệu ngự bồn.
tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấm Cô Độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là Trưởng Lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma
lợi bàn đà già nan đà. A nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tăng đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma kiếp tăng na bàn câu la nâu lầu đàm. Nhưng về đại đệ tử như thế và hạng đại bồ tát văn thù sư lợi phát la vương tử dần đa bồ tát càng đa đề bồ tát thường tinh tăng bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng văn báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cừng Lãng. Trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cừng Lãng. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cừng Lãng Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cừng Lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cừng Lãng Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cừng Lãng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe. Hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phất cõi nương Cừng là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng phân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về. Bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất cõi nương Cừng Lãng thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phất cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng
Cộng thước anh và xa lợi ca năng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm ta lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà được sao
hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay, người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới vương băng có Đức Diêm Kiên Phật Tối Thắng Âm Phật Nang Trở Phật Nhật Sanh Phật Vong Minh Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương dưới có Đức Sư
tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng má Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức những kiếp chư phần xa hồ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường phần hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư phần xa hộ niệm xa lời phần vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phần khởi những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được trả lời vâng cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng Phật nói xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời an ngũ trường
thân hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi. Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận thánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Khuyết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Tinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bận Mây Trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Bồ Tát danh Quán Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không ấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh này,
tinh hoại thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư an, làm thần chú chân như thuyết rằng à, yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tất bà hân. Yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tất bà hân. Bà đi bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lệ lệ đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha ni bà đi bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lệ lệ đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô như lai ưng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn nam mô đa báo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sẵn thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô ly bố nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo để đường vua nên anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dần theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căng
trầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực thoát thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử gian giác tha viên mãn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trở phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng phần ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy tự quy pháp ma xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy chúng sanh